Nào, rồi. Tiếp tiếp nào. Con gì đây con? Con vịt. Con vịt à? Thế đây là con vịt mẹ hay vịt con? Vịt con. Con đếm cho mẹ xem có mấy con vịt con nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dừng, dừng, chỉ có 8 con thôi. Chỉ có 8 con vịt con thôi nhá. Con đếm hẳn hoi, đếm lại nào. 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ có 8 con vịt con thôi. Vậy con vịt con có 8 con. Rất linh thì sẽ, con vịt mẹ thì có 1 con. Thế con vịt đang ở đâu đây? A baby just cause a duckling. Yes. Tít, có các con vịt đang làm gì? Đang bơi hả? Đang bơi ở dưới ao nhỉ? Vịt con thì nhiều, vịt mẹ thì ít hơn. Đã ở đâu hay đi ăn đấy? Thế đây là con gì? Con vịt có cái gì đây? Con ốc. Ốc. Vịt con có mấy cái ốc? Hai. Vịt con chỉ có 2 con ốc thôi nha. Thế còn con vịt mẹ có mấy con ốc? 1. Con đếm này. 1 2 3 4 5 6 7. Vịt mẹ có 7 con ốc. Vậy vịt mẹ có nhiều ốc hơn vịt con. Vịt con thì có ít ốc hơn. Nails. Một con gì đấy con? Con kiến. Con đếm cho mẹ xem có mấy con kiến màu xanh da trời. 1, 2 con kiến xanh da trời. 1, 2 có 2 con kiến màu xanh da trời. Thế con có mấy con kiến màu đỏ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng mình có 5 con kiến màu đỏ và 2 con kiến màu xanh da trời. Đúng chưa? Đúng rồi, 5 đúng không? Vậy kiến đỏ thì nhiều hơn, kiến xanh thì ít hơn. Thế tổng cộng có tất cả mấy con kiến nhỉ? Mình đếm tổng nhất cả xanh cả đỏ nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả chúng ta có 7 con kiến. Kiến đang ăn gì đấy con? Con kiến có cái gì đấy? Kiến đỏ có 9 cái kẹo. Kiến xanh có 1 cái kẹo. Kẹo đấy. Con kẹo mắt. Kiến đỏ đang cõng à? 1. Con kiến đang cõng mấy kẹo? 3 4 5 6 7 9. Kiến đang cõng cái kẹo à? Bên này kiến cũng đang cõng cái kẹo. Cõng kẹo. Kiến đang cõng kẹo. 1 cái kẹo. Con đếm xem bạn kiến màu đỏ có mấy cái nào. 1 2 3 Kiến đỏ 4, có nhiều kẹo không? 5, 6, 7, 8, 9. Bạn kiến màu đỏ có 9 cái kẹo. Bạn kiến màu xanh có mấy cái? 1 Kiến kẹo đấy. Chính kẹo. Con có thêm kẹo không? Thêm kẹo. Con thêm kẹo. Thế có cái kẹo là màu gì nhỉ? Màu vàng. Kẹo là màu vàng đúng rồi. Thế là bạn kiến màu đỏ có nhiều kẹo hơn bạn kiến màu xanh. Bạn kiến màu xanh thì có ít kẹo hơn bạn kiến màu đỏ. Tí nữa con gì đây? Chim cá cụt. Đúng rồi, con đếm cho mẹ xem có bao nhiêu chim cá cụt nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 con chim cá cụt. Thế có bao nhiêu con gấu Bắc Cực? Có 3 con gấu. Đếm 1, 2, 3. Có 3 con gấu. Tít, con gấu Bắc Cực màu gì đây? Màu trắng. Đúng rồi. Thế con chim cánh cụt màu gì đấy con? Màu xanh và màu vàng và màu trắng. Chính xác rồi. Thế mẹ hỏi này, chim cánh cụt nhiều hơn hay là chim cánh cụt ít hơn? Chim cánh cụt có nhiều hơn. Đúng rồi. Thế
Gấu trắng ít hơn hay gấu trắng nhiều and hơn? A lot of penguins. Oh, bạn chim mấy cụt ăn gì đây con? Ăn cá. À, chim mấy cụt ăn cá. Chim mấy cụt ăn cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chim cánh cụt bắt được 9 con cá. Gấu trắng bắt được 2 con cá. Con vậy thì chim cánh cụt bắt được nhiều con cá. Thì là cây. À, con cá muốn gì đó? Một, nine, hai, fishes, ba, polar, bốn, bear, cut, two, fishes, bảy, chấm, chín. Yeah, phải, thì đều đúng rồi. Chim cánh cụt bắt được 9 con cá. Thế còn mận gấu thì chỉ bắt được có 2 con cá thôi. Tổng là 11. Thế còn thì ai bắt được nhiều cá hơn? Chim cánh cụt. Ai bắt được nhiều cá hơn? Chim cánh cụt. Bắt tổng là 11. Ờ, đúng rồi, bạn chim cánh cụt bắt được nhiều cá hơn. Thế mận gấu bắt được ít hơn hay nhiều hơn? Bắt được ít hơn. Không. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Dễ hay phải? Oh, oh.